đó là những cảm nghiệm đầu tiên của anh về đời sống cộng đoàn cũng như đời sống nhân bản và những thay đổi khi mà anh bước vào đời sống nhân sinh. Và một câu hỏi nữa em muốn gửi đến anh, đó là những kinh nghiệm gọi là xương máu hai chén một kép đối với chính anh trong thời gian đầu ứng sinh, và anh có thể kể thêm một số kinh nghiệm có điều từ công việc tôn đồ. Dạ, thì em xin chia sẻ về cái điểm thứ hai là về tôn đồ. Thì công việc hiện tại thì em đi tôn đồ ở Mai Tâm. Công việc tôn đồ thì đối với em không có xa lắm, bởi vì khi ở dạy đại học thì em cũng tham gia công tác xã hội. Nhưng mà điểm đặc biệt ở đây em muốn chia sẻ đó là khi đi tôn đồ thì em học cách phục vụ, và em nhận thấy được sự yêu thương, sự chia sẻ rất cần đối với các em bị HIV. Và mỗi lần em đi tôn đồ, đó là mỗi lần em học được cách phục vụ, sự chia sẻ và sự yêu thương. Và điều này như là chắc thêm vào ngọn lửa ơn gọi nơi em. Và em cảm thấy mình cảm thấy vững vàng hơn khi biết mình sống cho người khác. Một lần nữa anh xin chân thành cảm ơn những chia sẻ rất là tuyệt vời. Xin mời anh. Vừa rồi là chia sẻ và kinh nghiệm của một anh em ứng sinh vừa thời gian đầu ứng sinh. Như quý vị cũng biết, anh em ứng sinh chúng con sau khi được nhận bằng ứng sinh thì đều được mời gọi để hoàn thành chương trình đại học. Và về phương diện học xét cho cùng là một cái công cụ hữu hiệu để sau này trở thành khí cụ có thể mang ra phục vụ và mang Chúa đến với mọi người các hiệu quả hơn trong dòng tên. Và gia đình sinh chúng con cũng phải nói là rất là đa dạng và nhiều màu sắc, bởi lẽ mỗi anh em chúng con đến từ nhiều vùng miền khác nhau, học ngành nghề riêng khác nhau, từ xã hội đến khoa học kỹ thuật, từ xã hội học, nhân học đến công nghệ thông tin, cơ khí, chế tạo máy, và thậm chí còn là âm nhạc và những cái môn năng khiếu khác. Và muôn màu càng đúng ý nghĩa hơn khi mà anh em chúng con được sống trong những cộng đoàn chuyên biệt và trường đại học mà mình đang theo học để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho việc di chuyển cũng như việc học. Và một điều đặc biệt nữa là các cộng đoàn sinh chúng con sống với nhau, không có cha hay các thầy trực tiếp quản lý, nhưng mà chúng con được ban giám đốc tiếp đặt số 1 và số 2 coi như là những chủ nhà để giữ vai trò là trực tiếp liên lạc với ban giám đốc và cộng đoàn để duy trì việc hoạt động của những người đang tập tu. Thế thì nhiều người và nhiều ý kiến thắc mắc cũng cho rằng không biết chúng con sẽ sống như thế nào, và rồi sẽ có sự rối bời, rối co hay là tranh cãi gì hay không, hoặc là có mất trật tự hay là người nào thích sống sao thì sống, có cái sự nó xảy ra hay không. Thì để trả lời những ý kiến trên và để có những cái cách nhìn rõ ràng hơn về phương diện cộng đoàn của những sinh, thì giờ đây con xin tiếp tục được mời một anh em sinh nữa đang ở trong giai đoạn nội trú và đang theo học đại học. Em xin mời anh Nguyễn Hoàng Vương đến từ cộng đoàn Bùi Thị Xuân. Con xin giới thiệu, con tên là Vinh Sơn Nguyễn Hoàng Vương. Hiện tại con ở cộng đoàn Bùi Xuân. Con đã vô được nội trú là 3 năm 4 tháng và bây giờ là 6 ngày nữa. Ở cộng là 3 năm 4 tháng và 6 ngày. Xin em kêu một tràng vỗ tay được không? Em thấy rất vui. Anh Vương đến là được là 3 năm 4 tháng và 6 ngày. Vậy thì khó khăn lớn nhất của anh trong đời sống cộng đoàn, và anh đã vượt qua những cái khó khăn đó như thế nào và bằng cách nào? Như anh em đã biết thì đời sống cộng đoàn là một phương diện khá là quan trọng của nhà ứng sinh. Thì em đã từng sống với rất nhiều anh em và rất nhiều cộng đoàn. Thì thực sự cái khó khăn nhất của em cảm thấy được là làm sao để đồng cảm được anh em trong cộng đoàn của mình, làm sao để cảm thông và hiểu được anh em đó và không tạo khoảng cách. Như anh em biết thì có rất nhiều cộng đoàn, mỗi cộng đoàn sẽ có một ấn tượng riêng khi mình bước ra và chuyển sang một cộng đoàn mới. Thì có những cộng đoàn thì rất là trẻ và rất là đơn sơ, nhưng có rất những cộng đoàn thì anh em thì hơi bê bết một chút xíu. Nhưng mà đối với em cái khó khăn lớn nhất của mình đó là làm sao để hiểu được người khác, hiểu được anh em mình trong cộng đoàn. Thì em đã gặp rất là nhiều tình huống như vậy, và em được truyền kinh nghiệm lại qua Linh Hướng đồng hành. Thì chia sẻ rằng là chắc chắn để giải quyết được cái nhân mục của anh em trong cộng đoàn như vậy thì mình sẽ có phải chắc chắn phải cầu nguyện rồi. Nhưng mà song song đồng hành với việc cầu nguyện thì
anh Tám tập cho em một cái việc rất là nhỏ hàng ngày, trước khi bắt việc một công việc nào đó như là nấu cơm, quét nhà hay lau nhà, thì mình sẽ dâng một cái lời nguyện ngạn dâng cho một anh em nào đó trong cộng đoàn mà mình cảm thấy mình có khoảng cách và mình chưa gần gũi được. Ví dụ như mình trước khi quét nhà mình nói coi như công việc này cho anh A đó, anh B đó, để lấy sự can đảm để mình dám đi bước trước, để mình chia sẻ với người em đó, tức là một mâu thuẫn nhỏ là thôi, nhưng mà tại vì mình gặp mặt nhau rồi không nói chuyện hay là tạo khoảng cách thì mình sẽ dâng công việc đó, mình sẽ có động lực cho mình và mình sẽ suy nghĩ tích cực về người anh em đó. Và đồng hành với việc cầu nguyện nữa là sẽ viết đến những cái điều tích cực về người em đó, và mình đọc đi đọc lại rất là nhiều lần để mình xin cái ơn, để mình dám bước trước là gặp người em đó để xin nói chuyện. Đó là một kinh nghiệm em cảm thấy rằng là rất là hiệu quả, đây là một phương thuốc em hy vọng tất cả anh em trong cộng đoàn sẽ tập được điều này. Vâng, xin cảm ơn những đã học được cái kinh nghiệm gì một cách cụ thể từ chính anh em trong cuộc đời mà anh sống. Kinh nghiệm đầu tiên mà khi em nghe câu hỏi của anh MC nói, em nghĩ đến đó là sự hiện diện của mình trong cộng đoàn. Đó là một điều khá là quan trọng để giúp cho cộng đoàn mình tiến lên. Khi mình hiện diện cho cộng đoàn đầy đủ các giờ chung cũng như là giờ riêng, thì mình sẽ tạo cho mình được một thói quen là mình yêu cộng đoàn và mình sẽ không có hướng ngoại. Mình đi tập trung vào cộng đoàn và cộng đoàn là điểm tựa của mình. Đó là kinh nghiệm thứ nhất em nhận được. Cái thứ hai là kinh nghiệm thứ hai em nghĩ đến, đó là khi mà mình sống với cộng đoàn thì mình nên có những cái giờ chia sẻ với nhau một cách thân tình, một ý kiến, một cái đóng góp nào đó cho cộng đoàn theo cái chung. Đó là mình sẽ cho cộng đoàn cái ý kiến đó là tốt cho cộng đoàn chứ không phải là ý kiến cá nhân của mình, và từ đó em sẽ biểu quyết. Và nếu anh em có thể thực hiện tốt thì điều đó là mình đã góp một chút sức cho cộng đoàn rồi, là mình nên từ bỏ cái tôi của mình và mình đóng góp những cái tinh thần chung cho cộng đoàn. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn. Kính thưa quý vị khách mời và quý anh em ứng sinh, song song với việc học ở trường đại học thì việc học ở nhà ứng sinh còn được mời gọi để nâng cao khả năng học ngoại ngữ, mà cụ thể là tiếng Anh. Và nhà ứng sinh đã tạo mọi điều kiện để cho anh em ứng sinh thực hiện được mục đích trên, cụ thể là đã dành riêng một số cộng đoàn ở vùng Thủ Đức để anh em có điều kiện học và ôn lại khả năng và đầy anh văn trong vòng 1 năm. Đối với một số anh em, anh văn là một ngôn ngữ phổ biến, dễ học và đầy tính lý thú, nhưng đối với một số khác thì điều này hơi là vấn đề đáng lo ngại. Cho nên để hiểu rõ hơn về những khó khăn, những thách đố trong giai đoạn sau khi hoàn thành đại học và hoàn tất 1 năm học anh văn ở khu vực Thủ Đức, thì giờ đây em xin mời anh em sẽ lên chia sẻ về những khó khăn và trăn trở đó cho tất cả chúng ta cùng được biết thêm. Em muốn mời một anh em ứng sinh đã từng là ứng sinh, sau đó gia nhập quân ngũ, và rồi bây giờ anh xuất ngũ, anh ở bên nhà ứng sinh, anh có thể nói thì cái khó khăn đầu tiên của con đó là khi con quay lại nhà ứng sinh thì phải hội nhập với lại các anh em. Thì cái khoảng thời gian đầu cũng hơi khó đối với con, bởi vì phải bắt nhịp lại từ từ. Và khi mà con bắt nhịp lại với kịp với các anh em rồi á, thì lần này là một cái khó khăn nữa, đó là con cảm thấy là cái việc học của mình nó, con càng học còn càng thấy mình kém, và thấy cái việc học của mình nó rộng quá, nó nhiều quá, và cảm thấy nó nặng nề và cũng tương đối là hơi khó. Anh đã phân định đời sống của mình như thế nào giữa việc học cũng như các phương diện khác, đặc biệt như là phương diện thiết liên và tương quan các việc đối với Chúa? Dạ, thì cũng may cho con là con được một cái ơn, đó là con luôn luôn con ý thức được rằng đã sống trong nhà ứng sinh, đã tìm hiểu ơn gọi, thì cái phương diện thiêng liêng là phương diện quan trọng nhất. Cho nên là con luôn luôn chia cái chương trình sống của mình ra một cách rõ ràng, giờ nào con làm cho việc thiêng liêng, giờ nào con dành cho việc học, và con cũng cố gắng để mà chu toàn những cái công việc đó. Cho nên là ít khi nào mà con bị lấn át việc học, hoặc là bị dành thời gian nhiều cho một công việc nào đó khác. Không, vậy thì anh có kinh nghiệm gì trong việc
tìm và đọc ý Chúa theo qua công việc học tập? Dạ, thì như anh em cũng được biết với cái khó khăn của mình lúc đầu là mình gặp cái trở ngại là mình càng học thì càng thấy mình dở, và càng học thì càng thấy con. Mà lúc này nó sinh ra hai cái thái cực. Cái thái cực thứ nhất đó là mình ham học quá, cho nên là mình càng học cho mình càng thấy nó nhiều mà nói theo ngôn ngữ của anh Chín, đó là anh Chín hay dùng là bị cám dỗ bởi cái gì cũng muốn biết. Thì những lúc đó mình thấy Chúa mời gọi mình là nên bình tâm lại và chấp nhận chính mình, chấp nhận những cái hạn chế của mình. Rồi từ đó Chúa mời gọi mình chọn cho mình một cái hướng đi và mời gọi mình là hãy phân chia công việc làm sao đó cho nó khoa học, nó hợp lý, và ưu tiên cái gì cần thiết và cái gì phù hợp với mình thì mình làm trước. Còn cái thái cực thứ hai đó là thái cực mà nhiều khi mình lười quá, là bởi vì lúc đó học thì thấy khó, thấy nặng nề quá, cho nên là nhiều khi cũng nản. Thì những lúc đó mình cảm thấy Chúa mời mình là nên bình tâm lại, kiên trì bền bỉ và cứ từng chút như vậy. Vâng, xin cảm ơn một lần nữa những chia sẻ thân tình của ông. Và sau thời gian học Anh Văn khoảng 1 năm thì một số anh em sau khi hồi đủ những một số điều kiện của ban huấn luyện thì sẽ được mời gọi lên giai đoạn tiếp theo là giai đoạn JV, và chúng con có thể gọi là giai đoạn tuyển tập. Và khi nhận thấy người học sinh đã hồi đủ những yếu tố đó thì yếu tố cần thiết về đời sống thiêng liêng tương quan của cá nhân một số học sinh với Chúa thì cho giám đốc sẽ mời gọi đó lên giai đoạn tiếp theo. Và giai đoạn này mời gọi anh em ngoài việc củng cố các phương diện như học tập, đời sống cộng đoàn nhân bản, thì phương diện quan trọng cần phải kể đến đó là phương diện thiêng liêng và tương quan chiều sâu các cao vị với Chúa. Và để hiểu rõ hơn về giai đoạn này, giờ đây anh xin mời anh Nguyễn Thanh Cương ở cộng đoàn Thiên Thần. Chúng ta anh xin mời anh lên đây để chúng ta có thể chia sẻ một chút về đời sống cộng đoàn nhân bản. Chào cao mâm cổ. Nãy giờ anh em đã chào rất là nhiều, nhưng mà con cũng xin gửi lời kính chào thân mến nhất đến quý vị ngồi đây. Và cho con xin phép được xưng hô là anh em, vì chắc có lẽ là những chia sẻ này hướng đến anh em cũng xin là nhiều. Tuy nhiên qua đó thì chúng con cũng xin quý ân nhân, thân nhân hiểu thêm và cầu nguyện thêm cho chúng con trên con đường mà chúng con đang tìm hiểu. Con xin cảm ơn. Hồi đầu tiên là chương trình gửi đến anh đó là theo cảm nhận của riêng bản thân anh thì Chúa đã mời gọi anh dấn thân trong đời tu thế nào ngang qua giai đoạn mà anh đang sống? Hiện tại thì em đã sống được ở nhà xin gần 2 năm, nhưng mà em đã ăn được hai cái tất niên này là tất niên thứ hai. Khi được nghe câu hỏi đó thì em được đánh động bởi cái từ dấn thân. Em nghĩ rằng nếu mà mình càng nói mình dấn thân á thì cái điều đó nó chưa chắc, nhưng mà mình làm thì đó mới là chắc. Và những gì mình làm thì anh em trong cộng đoàn sẽ thấy được và sẽ biết được là cái điều mình nói đó là đúng hay sai. Tuy nhiên á, em thấy rằng là mình càng ngon thì càng chết. Đó là một câu mà cha Linh Hướng nói với em. Vì trong cuộc sống của em á, từ nhỏ chú ban cho em một cái ơn, đó là chịu khó cần cù vì hoàn cảnh gia đình. Cho nên là khi bước vào sinh viên á, thì em dấn thân một cách rất là nhiều việc, hướng đến xã hội. Tuy nhiên đó chỉ là một cái gì đó nó có lợi cho em nhiều hơn. Rồi khi bước vào nhà vệ sinh á, thì lúc đó là mình tưởng mình ngon rồi. Mình vô nhà vệ sinh với cái não trạng, với cái suy nghĩ là mình sẽ dấn thân hết mình này kia, vân vân. Nhưng khi mình đi vô nhà vệ sinh rồi, lúc đó em ở vườn dâu 2, thì em lại càng ngộ ra rằng là đúng là càng ngon càng chết rồi. Là em cứ dấn thân là việc này việc nọ, và đặc biệt là những việc là như trong hai câu hát mà em rất là thích, đó là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng còn gian khổ để phần ai đó. Thì em cứ chọn cái việc mà người ta không chọn, hoặc là em cứ nghĩ là em như vậy thôi. Nhưng mà khi mà em bước lên CB rồi đó, thì qua một quá trình thật sự gian nan và chiến đấu dữ lắm, em mới có thể nói được một câu đó là tất cả là ơn Chúa. Nhưng mà em dấn thân ở đây á, không chỉ cái bề ngoài mà thật sự dấn thân bên trong, và thật sự làm vì mình mến Chúa, mến anh em. Và thật sự rất là khó, cái điều đó rất là khó, vì trong cầu nguyện thì em mới biết được điều đó. Và em cũng hy vọng là anh em cũng cầu nguyện thêm để tất cả chúng ta có thể dấn thân với một cái thái độ tích cực,
với một tấm lòng yêu thương. Vì yêu thương á là tăng điểm của cộng đoàn. Em tin là như vậy. Như bà tổ có nói thì những chia sẻ của anh lúc này sẽ là hướng tới với anh em muốn sinh nhiều hơn. Vậy thì anh có thể chia sẻ một điều nữa, đó là cho đến lúc này thì đối với anh khái niệm tu hay là chữ tu là gì, và mục đích đời tu sáng cho cùng đối với anh là gì, anh có thể chia sẻ với anh em muốn sinh. Thì trong cái suy nghĩ giới hạn và trong cái thời điểm hiện tại á, khi mà nhìn lại em cũng được ban giám đốc đưa ra rất là nhiều những cái chương trình, những cái khóa học, rồi những cái bài viết để suy tư về bản thân, để hiểu mình hơn và hiểu Chúa hơn. Thì em có thể nói rằng tu đơn giản chỉ là sống thôi. Và sống ở đây em để trong mặt kép, tại vì không có nghĩa sống là ăn uống ngủ nghỉ rồi hoạt động vui chơi là tu, không phải như vậy. Nhưng sống ở đây em kết hợp với cái từ lúc đầu anh có nói là dấn thân. Sống đời tu có nghĩa là mình phải sống dấn thân. Và muốn dấn thân được là mình phải sống cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Chúa. Và kinh nghiệm về cầu nguyện của em thì thật sự lúc em ở vườn dâu, cầu nguyện là một cái điều rất là cần thiết. Và em gồng mình lên với những cái việc cầu nguyện, có khi em quỳ gối hàng giờ, rồi em ép mình tìm mọi cách để không cho mình buồn ngủ. Hoặc là em cố gắng trung tín, kiên trì, giữ kỷ luật một số cái công việc thiêng liêng là em cố gắng chu toàn hết. Nhưng đó là những cái giai đoạn đầu em bước theo Chúa. Thì em nghĩ là cái điều đó là quan trọng, tại vì cũng giống như kinh nghiệm tập bơi thôi. Khi mà em chưa biết bơi thì em chạy xuống sông thì em sợ chết đuối, em gồng mình, em bám víu cái này cái kia. Rồi đến khi em biết bơi rồi á thì em sẽ tự do, thoải mái ngâm mình trong dòng nước. Nếu mà em có thể đạt đến một cái điều kiện, có thể là mình biết cầu nguyện và Chúa thương thì Chúa sẽ cho mình nhìn ra những cái ân sủng, những cái tình yêu mà Chúa dành cho mình ở trong cầu nguyện là một cái điều mà thật sự rất là tuyệt vời. Và đó là nhiệm kỳ và ơn gọi, đó là một cái điều gì đó hết sức là, đối với em thì hết sức là bình dị, đơn giản, đó là sống dấn thân và cầu nguyện. Nhân đây thì thay lời kết hết chưa? Vâng, em cũng có một vài câu thơ để gửi đến quý vị ngồi đây. Tu là hai chữ hy sinh, dấn thân phục vụ, quên mình vì yêu, dù cho vất vả bao nhiêu, dù cho vất vả bao nhiêu, trăm ngàn gian khó cũng đều vượt qua. Cuộc đời sóng gió phong ba, tuy ta gần Chúa nhưng xa lòng người. Vâng, và hồi nãy cái bài thơ đó thì em có làm, em để trong cái giấy xanh mà không biết cái giấy xanh nó đâu rồi. Vâng, em xin đọc lại một lần nữa. Cho tôi một tràng vỗ tay để cổ vũ. Câu thơ có 10 câu nhưng mà có lẽ là nãy em đọc nó cũng hơi chè chọt một tí. Bây giờ em xin đọc lại. Tu là hai chữ hy sinh, sống đời phục vụ, quên mình vì yêu, dù cho vất vả bao nhiêu, chu toàn bổn phận là điều ước mong. Đi tu là quyết một lòng, chung câu thánh hiến trinh trong vì người, khiêm nhường bác ái vui tươi, trăm ngàn gian khó vẫn cười hồn nhiên, một lòng cảm mến vô biên, khắc ghi tình Chúa thánh thiên muôn đời. Em xin hát. Rất là hay lắm. Như ban đầu con có nói, ngày hôm nay buổi giao lưu này mục đích suy cho cùng cũng là để nhìn lại và để tạ ơn vì Chúa đã gìn giữ nhà thánh sinh, các hoạt động, các phần diện của nhà thánh trong suốt năm 2013 vừa qua. Và chúng con cũng để diễn tả tâm tình biết ơn, chúng con cũng không quên nhớ đến những ân nhân, thân nhân, những vị sinh thành của chúng con, đặc biệt là quý cô, quý ân nhân, thân nhân đã luôn túc trực và giúp đỡ gia đình sinh chúng con về cả cơ sở vật chất lẫn tinh thần. Tất cả những điều đó chúng con muốn diễn tả tâm tình một cách rõ nét hơn, cho nên bây giờ chúng con ước ao muốn được trò chuyện với một ân thân nhân trong nhà thánh sinh đang có lòng yêu mà.
bây giờ con cũng không biết sẽ phải mời ai và mời viện nhân nào và viện nhân nào có can đảm để thực hiện việc làm chuyện với chúng con. Không biết có viện nhân nào tình nguyện xung phong không ạ? Vậy con còn có con có thể con xin mời cô ạ. Để con mời cô được. Con xin mời cô Quy. Chào hôm nay để em. Con mời cô bước lên bậc vàng. Xin kính chào quý cha, quý thầy trong ban giám đốc, quý ân nhân, thân nhân, quý phụ huynh và các em học sinh. Nếu mà con biết là con hồi đó sẽ bị gọi thì con ngồi. Đã đi chế còn ngồi trên nữa, nên bị chiếu chứ chứ nữa. Trước hết con có lời kính chúc quý cha, quý thầy, quý vị ân nhân, thân nhân và các cháu học sinh một năm mới, mọi sự bình an, vui khỏe. Đạt được những điều mà Chúa muốn trong năm mới này. Xin cho cũng xin giới thiệu sơ qua một chút về cô cho tất cả đều được biết. Cô là Anna Vũ Thị Kim Quy, cô hiện là ân nhân của cộng đoàn Nguyễn Đồng nói chung, nói riêng và của cả nhà ân sinh cũng như dòng con nói chung. Thì cái cô con muốn để cho ân sinh để hỏi cô một số cảm xúc cũng như hiện tại lúc này cô cảm nghĩ như thế nào về những sau khi những cái chia sẻ của anh xin chúng con, cô cảm giác hiện tại của cô là như thế nào? Mặc dù cô đến hơi trễ nhưng cô cũng có thể được hình dung được cái gì mà các cháu đã chia sẻ trước đây từ đầu giờ đến giờ. Và những hoạt động của nhóm sinh đó, thì thưa quý vị, thì tôi cũng là may mắn được gặp các em ứng sinh. Nếu ai hỏi là làm sao biết dòng tên, làm sao biết ứng sinh dòng tên, thì tôi sẽ nói là tôi có thói quen làm quen với người đạo đức và vì thế mà quen các cháu ứng sinh, rồi cũng đồng hành các cháu biết được ứng sinh hoạt năm mặt thiên nhiên, tông đồ, học tập, nhân bản và cộng đoàn của các cháu. Thì mình cũng ở nước ngoài lúc nào tôi cũng nghĩ là mình may mắn vì được quen biết nhà dòng, vì được đồng hành với các cháu. Vì nhờ đó mà đời sống của các cháu sẽ làm cho tôi cũng thêm xét mình lại và cũng cố gắng sống tốt hơn. Nhưng mà có một điều quan trọng nhất mà cô thích nhất là về mặt thiên liêng và cộng đoàn. Nếu mình thiếu cầu nguyện rồi mình sống với anh em không hòa hợp thì hai cái mặt đó mà bị hơi yếu một chút thì cái mặt khác chắc không hay lắm. Thì cô cũng nghĩ là nếu gọi là một lời khuyên thì cô khuyên các cháu ứng sinh chú trọng thiên liêng rồi sống với anh em. Giai đoạn này các con sống với nhau tốt thì đời tu mình sẽ tiến bộ nhiều lắm. Nhưng mà có một điều như vậy, tôi cũng hơi phàn nàn vì mình các bạn các cháu nói rằng giai đoạn này các cháu đang học để biết mình, biết Chúa, biết nhà dòng. Thì cô biết mọi chuyện như vậy, cô biết mình, biết Chúa, biết nhà dòng như các cháu vậy đó. Nhưng mà không bao giờ ban giám đốc ứng sinh có ý mời tôi vào ứng sinh cùng tên. Nhưng mà ứng sinh ngoại trú cũng không sinh hoạt luôn. Và trong cái dịp này thì chúng con ước mong, không biết cô có lời chúc và lời nhắn nhủ gì đến với những ứng sinh của chúng con. Chúng con đã được nghe cô khuyên bảo, chúng con đã được nghe lời chúc. Khuyên bảo thì không dám nghĩ như vậy. Nhưng mà trước hết là về cái phương diện đồng hành với các cháu thì tôi nghĩ rằng các quý vị ân nhân, thân nhân, phụ huynh, chúng ta cùng cảm Chúa vì chúng ta đã có dịp được biết nhà dòng, được đồng hành với các cháu cũng như quý vị phụ huynh giao các cháu cho nhà dòng. Thì các vị quý phụ huynh không phải lo gì nữa, tức là rất yên tâm vì một cái môi trường đào tạo quá tốt, quá chu đáo và thánh thiện. Thì về mặt đức mặt
Quý phụ huynh, tôi nghĩ là chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì chúng ta đã giao các cháu cho nhà giàu. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng hãy cầu nguyện liên lỉ, bởi vì cái đường các con đi rất dài, các cháu đi rất dài, rất xa. Nhưng mà mình thấy như vậy, nhưng mà với ơn Chúa thì hãy cũng xin yên tâm là trong ơn Chúa, trong sự phấn đấu thì các cháu sẽ đi đến nơi chốn như Chúa. Cô cảm ơn anh cấp 1. Và tôi cũng xin cảm ơn cái cha với thầy cùng các anh nhân dân cho các cháu đã lắng nghe những